Chào mừng quý bà con cùng các bạn quay trở lại video ngày hôm nay. Xin phép quý bà con cùng các bạn cho tôi một câu hỏi. Có bao nhiêu trong số quý bà con và các bạn đang chăn nuôi với cái lợn choai ở độ tuổi từ 25 đến 30 kg, thậm chí lớn hơn, mà gặp phải những cái trường hợp sưng mắt, liệt chân và đi đứng liêu siêu, có điều trị một số thuốc nhưng không có hiệu quả, và cứ tỷ lệ cứ chết vài con trên một ngày? Nếu quý bà con và các bạn đang gặp phải cái trường hợp trên thì vui lòng hãy comment cho tôi biết về cái thông tin cũng như vấn đề của quý bà con đang gặp phải. Và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý bà con cùng các bạn tại sao những cái con lợn chúng ta rất dễ nhầm với bệnh equili. Vậy triệu chứng của những trường hợp lợn sưng mắt, liệt chân, đi đứng liêu xiêu, thậm chí có một số con nằm đạp như bơi thuyền và tỷ lệ chết rất là cao nếu không điều trị kịp thời. Sau đây xin mời quý bà con cùng theo dõi video và tôi sẽ hướng dẫn cho quý bà con cách điều trị đối với cái bệnh này, đó là bệnh gì. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Riêng cái bệnh này là nó không có bỏ ăn cho nên là mọi người không để ý. Thế khi bị rồi bắt đầu nó... Cứ bảo là đổi cám, nó giảm cân, đổi cám, nó đổi... Cái con này bị liệt chân rồi này. Một số con là mắt bắt đầu chuyển nhanh lắm, cái này bị rất là nhanh. Mình hay nhầm với nguyên cái bệnh equili mà sự thật nó là do ghép cả cái liên cầu. Thế nhưng cái con này này bắt đầu là mắt sưng rồi. 4-5 con bị. Cái này điều trị ngày lần thôi chị. Cái con mông đen rồi là bắt đầu bị. Đấy, chị nhìn thấy mắt chưa? Đó, cái con này bây giờ mắt nổi rồi. Mấy con này này đỡ hơn rồi, nhưng mà cái này nó không phải là cái lắc là một chuyện thôi, cái này nó không phải cái bệnh equili bình thường, hay đây là đa số nó ghép bệnh liên cầu. Thế nên là đấy, như con này hôm qua là bị lồi mắt này đỡ rồi. Còn con kia là cái đợt này như bệnh này là nhiều nhà bị chết nhiều lắm. Con này đấy, cái con hơn bảo chú vào làm thế này không ạ? Vừa rồi quý bà con đã được theo dõi đoạn video mà tôi đã ghi lại đối với những cái trường hợp lợn ở từ 20, 30, thậm chí 40-50 cân vẫn gặp phải. Có cái triệu chứng như chúng ta đã được biết, đó là một cái căn bệnh là bệnh liên cầu. Khi đối với cái bệnh này phát ra, chúng ta hay nhầm sang với bệnh equili. Trong quá trình điều trị rất nhiều thuốc nhưng hiệu quả không cao. Vậy hôm nay tôi xin chia sẻ cùng quý bà con. Và ngay bây giờ quý bà con hãy theo dõi video, tiếp tục theo dõi video để tôi giúp cho cái phương pháp và cách điều trị có hiệu quả như sau. Việc đầu tiên chúng ta sử dụng cái thuốc, đó là thuốc ABC. Chúng ta tiêm 1cc cho 10kg thể trọng. Và cái thuốc thứ hai đó là cái thuốc lincomycin. Chúng ta kết hợp với cái thuốc răng ta mắc này. Hai loại thuốc này chúng ta sẽ kết hợp với nhau với 1cc cho 10kg thể trọng. Tôi ví dụ một con lợn của chúng ta là 20 cân thì mỗi một cái loại thuốc này là 2cc, hai cái này cộng với nhau tiêm cho một mũi, và tiêm hai mũi, một mũi ABC và một mũi, hai loại thuốc này trộn. Và điều trị mỗi một ngày. Ngày đầu quý bà con cùng các bạn điều trị cho tôi là 2 lần. Và ngày thứ 2 một lần. Và liệu trình điều trị cho 4 ngày. Như vậy, còn những con mà bị nhẹ hoặc là những con trong đàn vẫn chưa bị phát ra thì chúng ta sẽ sử dụng cái thuốc, đó là cái thuốc Linco S. Chúng ta sẽ trộn vào thức ăn. Liệu trình trộn chúng ta cũng trộn vào trong từ 3 đến 5 ngày. Và kết hợp quý bà con chúng ta giảm bớt cái lượng cám ở trong quá trình
giai đoạn điều trị. Như vậy chúng ta chỉ sau 2 đến 3 ngày thì bệnh sẽ thuyên giảm. Và một thông báo vui mừng cho quý bà con chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi lợn bột cũng như lợn nái, đó là cái bệnh liên cầu khuẩn này hiện nay đã có vaccine để phòng bệnh, và chúng ta sẽ tiêm nó vào ở giai đoạn là 26 ngày tuổi đối với lợn con. Nếu chúng ta sử dụng vaccine thì cái bệnh này hoàn toàn sẽ không còn xảy ra với quá trình chăn nuôi của quý bà con. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi video ngày hôm nay, và hãy đừng quên chia sẻ video này cho nhiều người chăn nuôi được biết, cũng như đừng quên đăng ký vào kênh của tôi để tiếp tục nhận được video mới hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý bà con cùng các bạn.